Chào mừng quý khán giả đến với bản tin bất động sản trên kênh Thiên Minh Holding ngày 13 tháng 1 năm 2022. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tập đoàn Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm. Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép chỉ định thầu cao tốc Bắc Nam. Hà Nội, cảnh giác chiêu trò thổi giá đất, cùng những thông tin nổi bật khác. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin đang gây sốt trên các mặt báo về việc tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất 24.500 tỷ ở Thủ Thiêm. Ngày 10 tháng 1, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 24.500 tỷ đồng, tính ra 1m² đất trị giá 2,45 tỷ đồng tại Thủ Thiêm. Chiều ngày 11 tháng 1 trao đổi với báo chí, đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, Chủ tịch công ty ông Đỗ Anh Dũng đã có tâm thư gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng nhà nước về việc xin bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm. Theo đó, ông Dũng bày tỏ chấp nhận mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hành động này theo ông Dũng là nhằm đảm bảo một phần sự ổn định thị trường kinh doanh bất động sản, bởi ông thừa nhận kết quả đấu giá hơn 2,4 tỷ đồng một mét vuông đất có thể dẫn đến những hệ lụy không tốt cho thị trường, đặc biệt là sau khi doanh nghiệp tiếp thu ý kiến nhận định đấu giá đất Thủ Thiêm 2,4 tỷ đồng một mét vuông là bất thường của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phúc hôm 4 tháng 1. Trước đó, ông Dũng đã chia sẻ bản thân bất ngờ về mức giá mà mình quyết định bỏ ra để trúng thầu. Theo ông kể lại, thời điểm đó có nhiều nhà đầu tư tham gia trả giá cao đến 20.000 tỷ đồng rồi bỏ cuộc, chỉ còn một nhà đầu tư ngoại. Ông kể, lo ngại mảnh đất đẹp nhất Thủ Thiêm về tay người nước ngoài vì trào lên lòng tự hào dân tộc nên quyết định trả giá cao hơn 3%, tương đương 700 tỷ đồng, để giành quyền trúng thầu. Doanh nghiệp sau đó đã có những điều chỉnh, cân đối tài chính để đảm bảo đóng tiền theo đúng tiến độ quy định cũng như lên phương án thiết kế, đầu tư, kinh doanh. Lô đất 312 ở Thủ Thiêm được công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, thành viên của Tân Hoàng Minh, trúng thầu ngày 10/12/2021 với giá 24.500 tỷ đồng và đã đặt cọc 588,4 tỷ đồng. 7 ngày sau đó, Tân Hoàng Minh đã ký hợp đồng mua bán với các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh. Theo luật đấu giá tài sản, hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có sự thỏa thuận giữa các bên sẽ dẫn đến hủy kết quả đấu giá. Trong trường hợp này là thỏa thuận giữa công ty Ngôi Sao Việt cần thỏa thuận với Trung tâm Quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hủy kết quả, nếu các bên có lỗi gây thiệt hại sẽ phải bồi thường theo quy định. Vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, công ty Ngôi Sao Việt phải mất khoản tiền đặt trước là gần 588,5 tỷ đồng bằng 20% mức giá khởi điểm của lô đất 312 thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo khoản 5 điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, khoản tiền đặt trước này sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản sẽ thuộc về ngân sách nhà nước. Cũng liên quan đến việc tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc khu đất Thủ Thiêm, các chuyên gia cho rằng cái mất lớn nhất của Tân Hoàng Minh là danh dự và uy tín. Thậm chí tập đoàn này nên cần bị cấm tham gia đấu giá về sau nếu có hành vi bỏ thầu giá quá cao để trục lợi. Nhiều người tự hỏi, việc liệu Tân Hoàng Minh bỏ cọc, họ có chịu thiệt hại không? Để giải đáp vấn đề này, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, phân tích có hai lý do khiến Tân Hoàng Minh xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất 312 thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị Thủ Thiêm. Thứ nhất, doanh nghiệp trực tiếp đấu giá và xin bỏ cọc là công ty con của Tân Hoàng Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt. Do đó, có thể Tân Hoàng Minh đứng đằng sau đạo diễn nên tập đoàn này sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Thứ hai, việc đấu giá đất Thủ Thiêm cao kỷ lục đã tác động tới thị trường bất động sản thời gian qua, cụ thể là làm cho giá đất quanh khu vực này sốt cao hơn. Sau đó, công ty con của Tân Hoàng Minh bỏ cọc nhưng sẽ để lại được tiếng vang rằng giá đất bên cạnh quận 1 rất cao. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, việc hủy kết quả đấu giá lô đất mà Tân Hoàng Minh thắng đấu giá sẽ không có nhiều tác động đến giá đất Thủ Thiêm ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng sau khi xin bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm, cái mất lớn nhất của Tân Hoàng Minh là danh dự và uy tín, bên cạnh mất khoản tiền đặt trước là 588,4 tỷ đồng. Bởi trên thị trường, Tân Hoàng Minh hiện được nhiều người đánh giá là một nhà đầu tư có tiềm năng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính thẳng thắn nhìn nhận các quy định trong luật đấu thầu chưa bao quát hết những vấn đề có thể phát sinh ngoài thực tiễn. Ngoài mất cọc, ông Đính đề xuất các đối tượng có hành vi bỏ thầu giá quá cao để nhằm mục đích khác như làm tăng giá trị tài sản và lên sàn chứng khoán thì sẽ vĩnh viễn không cho tham gia đấu giá trên toàn quốc. Thậm chí, không giao các dự án để loại trừ các thành phần mang mục tiêu, mục đích khác làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Đối với trường hợp của Tân Hoàng Minh,
Thực tế đây không phải lần đầu tiên tập đoàn này dính lùm xùm liên quan đến đấu giá đất vàng. Trong quá khứ, cụ thể vào năm 2015, doanh nghiệp của ông Đỗ Anh Dũng từng trúng đấu giá lô đất 23 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 3.000m² với mức trả 1.430 tỷ đồng nhưng sau đó đòi hủy kết quả và không nộp số tiền đã trúng đấu giá. Đến tháng 6 năm 2016, Tân Hoàng Minh lại có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được tiếp tục mua khu đất 23 Lê Duẩn. Do quá thời gian quy định, ngoài số tiền trúng đấu giá, Tân Hoàng Minh phải nộp thêm hơn 260 tỷ đồng tiền phạt. Theo sau thông tin chấn động việc tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất Thủ Thiêm, ngay lập tức thông tin tiêu cực này tác động nhanh và mạnh đến sàn bất động sản. Theo đó, sáng ngày 12 tháng 1, hàng loạt cổ phiếu bất động sản bị bán tháo. Sáng ngày 12 tháng 1, thị trường chứng khoán mở cửa trong tâm trạng đầy lo lắng của nhà đầu tư, nhất là những người đang sở hữu cổ phiếu bất động sản. Nhiều mã bị đặt bán giá sàn ngay từ đầu phiên như QCG, SCR, SGR, VPH, NVT, LDG, NBB, HAR, DRH, trong đó bao gồm cả FLC, AMD hay ROS liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Quyết bán chui gần 75 triệu cổ phiếu nên tiếp tục nằm sàn. Còn lại các cổ phiếu khác thuộc nhóm ngành này cũng chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu bất động sản, nhất là những mã giá thấp đã tăng vọt sau khi tập đoàn Tân Hoàng Minh đấu giá thành công đất tại Thủ Thiêm với giá cao bất ngờ lên đến gần 2,5 tỷ đồng mét vuông. Nhiều nhà đầu tư cho rằng mặt bằng giá đất khu vực Thủ Thiêm nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung sẽ lên cao nên đã ào ào đổ tiền vào nhóm cổ phiếu bất động sản, bất kể công ty có quỹ đất tại khu vực này hay không. Chính vì vậy, kể từ chiều ngày 11 tháng 1 khi thông tin Tân Hoàng Minh xin rút khỏi dự án đấu giá đất ở Thủ Thiêm, nhiều nhà đầu tư đã lo lắng sẽ có phiên tháo chạy khỏi các cổ phiếu này. Thậm chí có môi giới cũng kêu gọi nhà đầu tư vào đặt sẵn lệnh bán ngay trong đêm ngày 11 tháng 1. Sau khoảng 15 phút giao dịch mở cửa, VN Index giảm nhẹ và xoay quanh mức 1.491 điểm nhờ nhóm cổ phiếu Blue Chips như các ngân hàng gồm BID, HDB, TPB, MBB hay GA, MSN, HPG đang tăng giá. Chuyển sang một thông tin khác, Chính phủ đã nghiên cứu đánh giá và trình Quốc hội cho phép thí điểm áp dụng 3 chính sách đặc thù đối với các dự án đầu tư công. Theo dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội gửi Quốc hội, Chính phủ cho biết chương trình xác định khung những vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết, bao gồm 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với quy mô thực hiện dự kiến trong năm 2022 đến 2023. Cụ thể, 5 nhóm này bao gồm mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh 60.000 tỷ đồng, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm 53.150 tỷ đồng, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 110.000 tỷ đồng, phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển 113.850 tỷ đồng, cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, huy động từ các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước khoảng 10.000 tỷ đồng. Để bảo đảm thực hiện hiệu quả, thành công các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong chương trình, nhất là trong bối cảnh yêu cầu cấp thiết, phạm vi cần tác động ngay. Thời gian thực hiện ngắn, căn cứ tình hình thực tiễn, Chính phủ đã nghiên cứu đánh giá và trình Quốc hội cho phép thí điểm áp dụng 3 chính sách đặc thù đối với các dự án đầu tư công. Thứ nhất là chính sách thí điểm áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ và gói thầu thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư. Chỉ định thầu xây lắp kèm theo yêu cầu tiết kiệm khoảng 5% dự toán giá trị gói thầu để đẩy nhanh công tác đấu thầu và có thể lựa chọn được các nhà thầu tốt, nhất là các nhà thầu mạnh đã thực hiện tốt các gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 đến 2020, các doanh nghiệp xây dựng có uy tín. Thứ hai là cho phép chủ đầu tư được khai thác các mỏ khoáng sản nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng dự án làm vật liệu xây dựng thông thường, chỉ nhằm thực hiện dự án, không phải thực hiện thủ tục cấp phép. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường, quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng mỏ khoáng sản, nộp thuế phí và thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Thứ ba là phân cấp phân quyền, bố trí nguồn vốn cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh của một số địa phương có năng lực, kinh nghiệm quản lý và có văn bản đề xuất làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các đoạn tuyến và dự án đường cao tốc đi qua địa bàn theo hình thức đầu tư công. Bộ Giao thông Vận tải thực hiện các đoạn tuyến và dự án còn lại theo quy định. Giai đoạn 2021 đến 2025, Chính phủ kiến nghị đầu tư 729 km trên các đoạn Bãi Vọt, Hà Tĩnh, Cam Lộ, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Nha Trang và Cần Thơ, Cà Mau. Chia thành 12 dự án thành phần có thể vận hành khai thác độc lập,
27 km còn lại gồm đoạn Hòa Liên - Túy Loan triển khai theo dự án riêng và cầu Cần Thơ 2 đầu tư sau 2025. Dự án có quy mô 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ 100-120 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng. Về lộ trình triển khai dự án, Chính phủ cho biết nếu không phát sinh các tình huống phức tạp, đến năm 2025 có thể thông xe kỹ thuật toàn bộ các dự án thành phần, đưa vào khai thác một số đoạn, các đoạn phức tạp về kỹ thuật như có cầu, hầm lớn, xử lý đất yếu, sẽ đưa vào khai thác năm 2026. Việc thu phí dịch vụ được triển khai liên thông trên toàn bộ 12 dự án giai đoạn 2021-2025 và các dự án giai đoạn 2017-2020, áp dụng hình thức thu phí điện tử tự động không dừng, bố trí trạm tại các điểm ra vào đường cao tốc, thu phí theo số km thực tế sử dụng. Tiếp đến là một thông tin vui cho người dân An Giang khi dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào sáng ngày 18 tháng 1 tới đây. Tuyến đường nối đường quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên có chiều dài khoảng 13 km đi qua địa phận An Giang và Cần Thơ sắp được khởi công xây dựng. Cụ thể, tuyến đường nối này có phần lớn chiều dài nằm trên địa phận tỉnh An Giang. Dự án làm đường rộng 12 m cho 2 làn xe, tốc độ 80 km/h, đồng thời nâng cấp quốc lộ 80, đoạn dài 2 km để kết nối qua quốc lộ 91. Tuyến cũng được xây dựng 19 cầu vượt sông kênh rạch, quốc lộ, tỉnh lộ, làm đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, công trình phòng hộ. Dự án phê duyệt năm 2018, khi hoàn thành giúp giảm ùn tắc, tai nạn và cho xe chạy thông suốt trên quốc lộ 91, đoạn qua thành phố Long Xuyên. Tổng mức đầu tư của tuyến đường nối là hơn 2.100 tỷ đồng từ vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng trong nước. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành thông xe vào cuối năm 2023. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc sản xuất kinh doanh gặp khó khăn nên hiện nhiều người lựa chọn bất động sản làm kênh đầu tư. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, không chỉ giá đất ở khu vực nội thành lên cơn sốt mà một số nơi ngoại thành Hà Nội đang trở thành tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư. Trong bối cảnh này, người dân cần cảnh giác với các chiêu trò thổi giá đất của người môi giới. Theo khảo sát, giá đất ở nội thành lẫn ngoại thành đều tăng trong những ngày đầu năm 2022. Các phân khúc đất nền, nhà chung cư đều có xu hướng tăng hơn trước. Nhiều người đổ xô tìm hiểu, trong khi lực lượng môi giới làm việc hết công suất. Tại quận Bắc Từ Liêm, một môi giới bất động sản cho biết hầu hết đất nền trên địa bàn quận đều tăng giá. Cụ thể, tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, một mảnh đất ở mặt đường Tân Phong diện tích 38m² đang giao bán giá 2 tỷ đồng, tương đương 53 triệu đồng mét vuông, trong khi trước đây chỉ 30 triệu đồng mét vuông. Tương tự, tại khu đất đấu giá 2,5 hectare Phúc Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, tại thời điểm đấu giá cuối năm 2020 có giá khoảng 60 triệu đồng mét vuông, nhưng nay đã tăng lên 80 đến 110 triệu đồng mét vuông. Khảo sát thực tế tại các xã Ba Trại, Ba Vì, Tản Lĩnh của huyện Ba Vì cũng cho thấy giao dịch chuyển nhượng đất ở đây khá sôi động. Một người mua ở phường Phú La, quận Hà Đông cho biết anh đã tìm hiểu một mảnh đất giao bán tại thôn 7, xã Ba Trại. Mảnh đất nằm ven tỉnh lộ 414, diện tích 329m², nhưng chỉ có 60m² thổ cư, còn lại là đất vườn nhưng giá giao bán lên đến 2 tỷ đồng. So với đầu năm 2021, giá mảnh đất này cao hơn hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, tại huyện Quốc Oai, giao dịch chuyển nhượng đất ở các xã Ngọc Liệt, Ngọc Mỹ, Cấn Hữu cũng diễn ra tấp nập. Nếu như so với thời điểm giữa năm 2021, giá chuyển nhượng đất ở xã Ngọc Mỹ hiện tăng 20-30%. Trước tình hình giá đất gây sốt ảo, các cấp lãnh đạo địa phương đã quán triệt cán bộ Ủy ban Nhân dân xã, cán bộ thôn tuyên truyền tới người dân, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thông tin chính thống cho người có nhu cầu mua bán đất. Theo Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quốc Oai Nguyễn Văn Hòa, khi có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực đất đai, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin liên quan, căn cứ pháp lý về thửa đất để tránh rủi ro. Đặc biệt, người dân phải cẩn trọng trước tình trạng cò đất thổi giá một cách vô căn cứ. Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Nguyễn Văn Vinh khuyến cáo, để tránh bị thổi giá, người dân cần tiếp cận chính quyền địa phương để tham khảo thông tin chính xác về thửa đất, đặc biệt phải xác minh rõ nguồn gốc đất để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có. Về vấn đề này, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cho biết, thực tế có tình trạng nhiều dự án đất nền giá cao nhưng giao dịch rất thấp. Chẳng hạn, đất ở một số huyện mà có giá cao như đất khu vực nội thành thì các nhà đầu tư cần cân nhắc khi giao dịch. Cũng theo ông Đính, người có nhu cầu mua đất để ở cần tìm các chủ đầu tư uy tín, khu đất có giá hợp lý, đáp ứng tính pháp lý,
không nên đổ xô mua bán theo lời cò đất đưa đẩy thông tin. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và chợ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau chưa hoàn thành nhưng chủ đầu tư đã tự ý xí phần cho nhiều tiểu thương vào bán tại những kiosk có vị trí đẹp, gây bức xúc cho người dân. Ngày 11 tháng 1, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết việc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở và chợ thị trấn Rạch Gốc tự ý sắp xếp cho một số tiểu thương vào bán tại những kiosk có vị trí đẹp, lô góc, nhiều lợi thế là không đúng quy định. Quá trình sắp xếp tiểu thương vào bán, nội quy chợ phải được cấp thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Rạch Gốc đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện có hướng xử lý, vị lãnh đạo này cho biết. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Rạch Gốc, việc sắp xếp tiểu thương vào chợ bán phải theo phương án được Ủy ban Nhân dân thị trấn Rạch Gốc và Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Ngọc Hiển phê duyệt. Trong khi đó, hiện có rất nhiều tiểu thương vẫn đang bán ở ngoài chợ tạm mà chưa được sắp xếp di rời vào chợ mới xây. Điều này làm nhiều tiểu thương bức xúc. Không chỉ vậy, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và chợ thị trấn Rạch Gốc còn nhiều vi phạm khác. Trong đó có hạng mục móng cọc chợ nông sản và tự tiêu sử dụng thép thi công không đúng với thiết kế. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển đã giao Phòng Kinh tế Hạ tầng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau kiểm tra xử lý. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và chợ thị trấn Rạch Gốc do liên danh công ty cổ phần Khai Long và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bất động sản 30 tháng 4 làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 nhà lồng chợ và 96 căn nhà liền kề với tổng mức đầu tư trên 48 tỷ đồng. Tiếp theo sẽ là một thông tin rất được nhiều người quan tâm về việc liệu phân khúc căn hộ vừa túi tiền sẽ tiếp tục biến mất khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Đâu là nguyên nhân và các chuyên gia nhận định vấn đề này như thế nào? Chúng ta hãy cùng Thiên Minh Holding tìm hiểu ngay sau đây. Sự bất cân đối nguồn cung căn hộ ở các phân khúc, giá căn hộ tiếp tục tăng cao trong khi nhu cầu nhà ở vừa túi tiền rất lớn nhưng không có loại hình bất động sản tương đương đáp ứng tạo ra nghịch lý trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Số liệu mới đây về thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh của DKRA Việt Nam cho thấy, nguồn cung căn hộ hạng sang và cao cấp tiếp tục chiếm đa số, trong khi loại hình căn hộ vừa túi tiền thiếu vắng nghiêm trọng. Tính đến năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục trong 3 năm vắng bóng căn hộ hạng bình dân có mức giá dưới 30 triệu đồng mét vuông. Cụ thể, trong năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 22 dự án chung cư mở bán, 13 dự án trong số là nguồn hàng hiện hữu mở bán các giai đoạn tiếp theo, chỉ có khoảng 9 dự án mới. Tổng nguồn cung thị trường vào khoảng 13.583 căn, giảm 23% so với năm 2020. Trong đó, thị trường thành phố Thủ Đức chiếm 58% nguồn cung, khu Nam và khu Tây chiếm khoảng 37% và 83% nguồn cung tập trung phân khúc cao cấp và hạng sang, chỉ có 17% nguồn cung thuộc dòng sản phẩm trung cấp và không có dự án nào giá mềm dưới 30 triệu đồng trên mét vuông. Tình hình như vậy có thể nói cơ hội mua nhà cho người trẻ sống tại thành phố Hồ Chí Minh gần như không có. Số liệu của Cushman & Wakefield cũng cho thấy, trong quý tư năm 2021 dù các hoạt động mở bán đã sôi động trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh sau 5 tháng giãn cách xã hội nhưng lượng mở bán mới chỉ được 2.600 căn, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2020. 90% tổng nguồn cung mới thuộc phân khúc trung, cao cấp. Dự án hạng sang chiếm 10% với các dự án mở bán mới như Thảo Điền, Green & Delphine. Trong khi đó, căn hộ bình dân không ghi nhận nguồn cung mới trong quý này. Về thanh khoản, tổng số căn bán được ghi nhận ở mức gần 3.000 căn. Thị trường có nguồn cầu tốt đến từ cả nhu cầu ở và đầu tư. Căn hộ trung cấp vẫn là phân khúc hấp dẫn, chiếm 82% tổng lượng giao dịch nhờ sản phẩm đa dạng và chiến lược bán tốt của chủ đầu tư. Quý tư năm 2021, thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chứng kiến giá trung bình tăng 9% theo quý và 15,3% theo năm. Căn hộ cao cấp ghi nhận mức giá trung bình đạt 143,6 triệu mét vuông, tăng 36% so với quý 3 năm 2021 và 23% so với cùng kỳ 2020. Phân khúc trung cấp ghi nhận tầm giá vào khoảng 56,7 triệu mét vuông, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc ANDDKRA Việt Nam, nguồn cung và lượng tiêu thụ căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục xu hướng giảm trong năm 2021 do thị trường chịu những khó khăn nhất định như tỷ trọng nguồn cung theo phân khúc phân bổ không đều. Những vướng mắc trong thủ tục cấp phép dự án chưa được cải thiện triệt để, tình hình dịch bệnh phức tạp, khan hiếm nguồn cung khiến mức giá tăng cao. Nhận định về xu hướng giao dịch trong thời gian tới đây, chuyên gia Cushman & Wakefield dự báo, các chương trình chính sách bán hàng hấp dẫn tiếp tục được tung ra thời điểm cận Tết âm lịch sẽ giúp sức tiêu thụ của thị trường gia tăng. Các công cụ trực tuyến vẫn được sử dụng để duy trì hiện diện thương hiệu, nhưng một số chủ đầu tư đã dự đoán được bình thường mới sau Covid-19 và đầu tư mạnh vào xây dựng nhà mẫu bán hàng.
để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, vốn là điều rất quan trọng để dẫn đến quyết định mua hàng. Trong năm 2022, thị trường sẽ rất sáng sủa với khoảng 25.000 đến 30.000 căn được mở bán. Gần đây, 4 khu đất ở Thủ Thiêm đã được đấu giá thành công với mức giá kỷ lục sẽ mở đầu cho thủ tục đấu giá các lô đất còn lại ở Thủ Thiêm và tạo ra nhiều cơ hội để mời gọi thêm các nhà đầu tư vào khu vực này, từ đó nâng cao bộ mặt tổng thể cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các cư dân đang sinh sống ở các tòa nhà chung cư thì thông tin sau đây sẽ rất hữu ích. Đó chính là Nghị định 144/2021/NĐ-CP có đề cập một số nội dung liên quan việc quản lý nhà chung cư, trong đó có những hành vi vi phạm bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Nghị định có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022. Thứ nhất, đối với hành vi chăn thả gia súc gia cầm trong chung cư, phạt cảnh cáo hoặc phạt 300-500.000 đồng nếu người dân chăn thả gia súc gia cầm trong chung cư. Cùng vi phạm này, mức phạt sẽ tăng lên gấp đôi với tổ chức vi phạm. Thứ hai, đối với hành vi sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường chung cư, nếu không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, hành vi phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường hoặc các vị trí khác tại chung cư sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng và buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu. Thứ ba là hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo ở khu dân cư, nơi công cộng. Trong thời gian từ 22 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, nếu người dân gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo ở khu dân cư, nơi công cộng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Thứ tư là hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn. Người dân dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Như vậy, để đảm bảo một cuộc sống không chỉ tiện ích tại các tòa chung cư, cư dân ở những nơi này cần phải thể hiện một lối sống văn minh phù hợp với xu hướng cộng đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin bất động sản của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi những tin tức nóng bỏng cập nhật thị trường bất động sản của kênh Thiên Minh Holding. Đừng quên bấm nút theo dõi kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.